Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Mr. Zero. Đọ đồ điển trai của thủ môn Việt Nam đều điển trai. Chưa công khai bạn gái, vẫn còn cơ hội cho chị em. Ngoài Văn Lâm thì bộ ba người gác đền của U22 Việt Nam gồm Tiến Dũng, Văn Biểu và Văn Toản được dân mạng nhận xét là minh chứng cho câu nói: tiêu chí đầu tiên khi làm cầu thủ đó là đẹp trai. Dù trong sân thi đấu với phong độ như thế nào đi nữa thì nhan sắc cùng body của các thủ môn Việt Nam luôn làm cho các chị em phải mê mẩn. Hãy cùng Mr. Zero đọ đồ điển trai của các thủ môn Việt Nam nhé. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho tụi mình một like, share và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nóng sân vàng SEA Games của tuyển Việt Nam ngày một tăng lên khi liên tiếp tuyển Việt Nam giành chiến thắng liên tiếp, vươn lên vị trí đầu bảng, giành tấm vé trọn vẹn vào bán kết. Và cứ sau mỗi trận đấu, những cầu thủ nào điển trai hay nổi bật thì sẽ được truy lùng săn đón. Bộ ba người gác đền của U22 Việt Nam gồm Tiến Dũng, Văn Biểu và Văn Toản được dân mạng nhận xét là minh chứng cho câu nói: tiêu chí đầu tiên khi làm thủ môn là phải đẹp trai. 1. Văn Toản. Thủ môn Nguyễn Văn Toản đang được nhắc đến khá nhiều gần đây với kỳ vọng sẽ trở thành một Đặng Văn Lâm thứ hai của bóng đá Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Văn Toản luôn coi Văn Lâm là hình mẫu để vươn lên, cũng giống như đàn anh, thủ môn trẻ của Hải Phòng sớm thể hiện bản lĩnh, sự lạnh lùng và quyết đoán trong các tình huống đối mặt từ chấm 11m. Trước khi tham gia SEA Games 30 tại mùa giải V-League năm 2019, thủ môn sinh năm 1999 thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng. Nhiều người nói Văn Toản là truyền nhân của Đặng Văn Lâm khi có nhiều nét giống đàn anh từ việc từng bỏ ngang bóng đá, từng dự bị tại đội tuyển và sắp sửa trở thành thủ môn số 1 của đội bóng đất cảng. Văn Toản đã cản phá thành công pha sút phạt của tiền đạo Văn Toản giúp Hải Phòng đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 1-0 vòng 4 V-League năm 2019. Sau đó, trên sân hàng đẩy, Babe Oma, tiền đạo người Senegal, từng ra sân tại Champions League trong màu áo của FC Thun, Thụy Sĩ và là một trong những ngoại binh hay nhất V-League cũng không thể đánh bại Văn Toản trên chấm đá phạt luân lưu 11m. 1-0 trước U22 Singapore, Văn Toản được sắp xếp bắt thay Tiến Dũng và đã thể hiện khá tốt. Sau trận đấu, thầy Bắc hết lời khen ngợi chàng thủ môn của Hải Phòng, đặc biệt ở khả năng bắt bóng bổng. Chính vì sự chắc chắn này mà Văn Toản được tiếp tục tin tưởng ở trận đấu rất quan trọng với U22 Thái Lan. Tuy nhiên, khi mà các khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, Văn Toản đã khiến đồng đội sững sờ. Ngay phút thứ 5, từ đường truyền về rất đơn giản của Văn Hậu từ bên cánh trái, Văn Toản có đủ không gian và thời gian để xử lý bất chấp sự áp sát của tiền đạo Subachai Chede. Dẫu vậy, thay vì xử lý an toàn là đá sang hai bên, Văn Toản lại chọn phất lên trên. Quyết định mạo hiểm của anh đã bị trả giá khi quả bóng đập trúng người Subachai đi thẳng vào lưới. Đây đã là sai lầm thứ hai của thủ môn Việt Nam tại giải đấu lần này. Ngay khi được fan nữ chú ý, Văn Toản có mặt trong danh sách thủ môn đẹp trai của bóng đá Việt Nam. Chàng trai 20 tuổi sở hữu vẻ ngoài nam tính cùng chiều cao ấn tượng là 1m85. Trên sân cỏ, 9X thường thể hiện gương mặt lạnh lùng, tập trung. Tại trang cá nhân có hơn 10.000 lượt theo dõi, Văn Toản thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc luyện tập, thi đấu trên sân cỏ. Ở các khoảnh khắc đời thường, Văn Toản được khen là có gương mặt hiền lành và nụ cười dễ mến. Thủ môn U22 Việt Nam cũng lựa chọn trang phục khá giản dị khi không khoác áo đấu. Qua bức hình khỏe body hiếm hoi được Văn Toản đăng tại trang cá nhân, anh chàng được nhận xét là có cơ sáu múi chuẩn không kém các đàn anh như Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm. Trong khung gỗ, Văn Toản chắc chắn bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm, anh cũng bảo vệ người yêu kín đáo bấy nhiêu. Mặc dù đã có bạn gái, song chàng thủ môn sinh năm 1997 vẫn nhất quyết giữ bí mật. Người hâm mộ chỉ biết được Văn Toản đã có đôi thông qua những bình luận nhí nhảnh nhưng cũng hết sức đáng yêu trên mạng xã hội dành cho một cô gái. Điểm đặc biệt nhất của cô nàng được cho là bạn gái Văn Toản chính là đôi môi. Cô nàng có đôi môi trái tim, căng mọng, vô cùng quyến rũ. Chàng thủ môn người Hải Phòng cũng yêu thích nhất đặc điểm này của bạn gái. Chưa dừng lại ở đó, Văn Toản còn công khai chúc bạn gái ngủ ngon bằng cách tương tự, vẫn là một bức ảnh chỉ có đôi môi căng mọng, quyến rũ, kèm lời dẫn ngọt ngào nhưng đậm tính cà khịa của thủ môn người Hải Phòng. Dù vậy, thủ môn điển trai chưa bao giờ công khai bức hình hoàn chỉnh nào của bạn gái. 2. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là cái tên hot nhất trong U22 Việt Nam trên mạng xã hội khi sở hữu Facebook có hơn 3,2 triệu follower.
con số lớn nhất bất kỳ cầu thủ nào ở Việt Nam hiện nay. Đầu năm ngoái, thủ môn sinh năm 1997 trở thành tâm điểm khi đẩy hàng loạt quả phạt đền, đưa U23 Việt Nam tới trận chung kết U23 châu Á năm 2018. Ở trận ra quân SEA Games 30 gặp U22 Brunei chiều ngày 25 tháng 11, Tiến Dũng bắt chính và có trận đấu nhàn nhã, anh ngồi ghế dự bị trong trận thắng 6-1 trước U22 Lào ngày 28 tháng 11. Ngày 1 tháng 12, khi được bắt chính trong trận gặp Indonesia, Tiến Dũng được thầy Bắc đưa vào bắt chính. Theo đó, phút 23, U22 Indonesia tổ chức tấn công từ pha treo bóng bên cánh phải của cầu thủ áo trắng. Bùi Tiến Dũng bắt không dính, đưa bóng đập xà trước khi bật ra ngoài, tạo điều kiện cho cầu thủ mang áo số 16, Fauji Rikisani bên phía Indonesia đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Có thể nói, anh chàng thủ môn quốc dân ngày nào đang ngày càng trở nên sa sút phong độ. Sở hữu chiều cao là 1m81, thân hình đẹp cùng gương mặt điển trai, lạnh lùng trên sân cỏ, Bùi Tiến Dũng được coi là thủ môn quốc dân trong lòng các cô gái. Trước ngày lên đường sang Philippines dự SEA Games 30, thủ thành 22 tuổi cùng đồng đội có màn khoe múi khiến cư dân mạng mãn nhãn. Đặc biệt, Tiến Dũng được nhận xét là cầu thủ có body múi nào ra múi đó, nổi bật hơn đồng đội. Dũng Gôn từng chia sẻ, tiêu chí đầu tiên khi làm thủ môn là phải đẹp trai và theo dân mạng, anh là minh chứng rõ nhất cho điều này. Ở các khoảnh khắc ngoài sân cỏ, thủ thành gốc Thanh Hóa được khen là mặt gì cũng đẹp nhờ ngoại hình nổi bật. Về chuyện tình cảm, anh từng dính tin đồn hẹn hò với một số hot girl nhưng chưa từng lên tiếng thừa nhận. Bạn gái tin đồn hiện tại của Bùi Tiến Dũng là Phạm Khánh Linh, sinh năm 1996, quê Phú Thọ. Trên vài nhóm kín và các diễn đàn của người hâm mộ bóng đá, bức ảnh chụp lén thủ môn Bùi Tiến Dũng trong cửa hàng tiện lợi nhận được sự chú ý lớn của dân mạng. Dù đã đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng số đông không khó để nhận ra chàng cầu thủ sinh năm 1997. Điều đáng chú ý, trong lần xuất hiện này, Dũng Gôn đi cùng với một cô gái lạ mặt. Trước Khánh Linh, Bùi Tiến Dũng từng dính tin đồn tình cảm với Thanh Mèo, Lê Thị Thanh, sinh năm 1996 vào tháng 9 năm 2018. Thời điểm ấy, đôi trẻ cũng đã từng bị bắt gặp đi mua hàng cùng nhau. Trong suốt gần một năm, họ chưa từng lên tiếng xác nhận về chuyện hẹn hò, dù nhiều lần đi chơi chung, xuất hiện chung với nhóm bạn. Ở hầu hết trận bóng có Bùi Tiến Dũng, Thanh Mèo đều ra sân để cổ vũ cho bạn trai tin đồn. Đặc biệt là Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm, những bằng chứng hình ảnh anh hẹn hò hay đi cùng cô gái nào chỉ là từ người hâm mộ hoặc là từ paparazzi soi được. Ba, Phan Văn Biểu. Tại SEA Games 30, Phan Văn Biểu, sinh năm 1998 là thủ môn dự phòng của U22 Việt Nam. Trong khi Bùi Tiến Dũng bắt chính, còn Nguyễn Văn Toản dự bị. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tuyển dự môn bóng đá được đăng ký 20 cầu thủ chính và một thủ môn dự phòng. Thủ môn dự phòng sẽ được đăng ký bổ sung trong trường hợp bất khả kháng. Đội bóng không còn thủ môn dự bị do chấn thương trong quá trình tham dự hoặc thủ môn bị dính thẻ đỏ, đội tuyển không đủ hai thủ môn. Được xem như là thủ môn xuất sắc của lò đào tạo BVF, 9X là nhân tố đóng góp cho nhiều chiến tích của BVF như vô địch giải U17 quốc gia năm 2015, vô địch giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2016, đặc biệt là tại giải U17 quốc gia năm 2015, Văn Biểu ghi dấu ấn cá nhân bằng danh hiệu thủ môn xuất sắc. Người gác đền sinh năm 1998 đang khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng ở V-League năm 2019. Bên cạnh chiều cao 1m75, Văn Biểu còn gây thương nhớ cho hội chị em nhờ gương mặt nam tính, nụ cười duyên và thân hình sáu múi. Sau khi hình ảnh của Phan Văn Biểu được chia sẻ trên các diễn đàn, trang cá nhân của thủ môn 9X nhanh chóng được tìm ra. Theo đó, anh sở hữu Facebook, Instagram thu hút lần lượt 11.600 và 2.000 lượt người theo dõi. Nhiều cư dân mạng nhận ra Phan Văn Biểu là bạn trai cũ của Yến Xuân, bạn gái tin đồn của thủ môn Đặng Văn Lâm hiện tại, là nữ PT, huấn luyện viên cá nhân tại phòng tập gym, có thân hình nóng bỏng, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quả thật, vị trí thủ môn luôn là vị trí chịu áp lực nhiều nhất trên sân. Đây là vị trí quyết định 50% thành bại của một đội bóng. Một tiền đạo có thể tịt ngòi cả trận nhưng sẽ được tung hô nếu ghi bàn. Và ngược lại, một thủ môn dù có cứu thua cả trận nhưng sẽ bị chỉ trích thậm tệ nếu mắc sai lầm sơ đẳng. Những sai lầm của thủ thành Văn Toản, Tiến Dũng qua những trận đấu vừa qua là một ví dụ. Về trước mắt, đội U22 Việt Nam vẫn còn hai trận đấu ở phía trước nếu muốn lên ngôi ở SEA Games. Rõ ràng, những lời chỉ trích sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của cả hai thủ môn. Việc ra sân với tâm lý nặng nề sẽ càng khiến họ gặp tâm lý hơn, vì thế nó càng khiến cho họ dễ mắc sai lầm hơn. Để các cầu thủ, nhất là thủ môn của U22 thoải mái tâm lý hơn, hãy cùng nhau gửi những lời động viên đến tuyển U22 Việt Nam bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ Mr. Zero. Xin chào và hẹn gặp lại!